anh em biết. Này, hôm nay tôi lại hỏi anh em câu hỏi. Đố anh em biết, thầy Huấn Hồng với thầy Tiến Bịp thì ai là người giàu? Tôi đố anh em trả lời đi. Anh em bình luận đi. Tôi đố các ông thầy Tiến Bịp với thầy Tiến Bịp ai là người giàu? Đố ông. Anh em bình luận tên đi, xem là ai là người giàu nào. À, thầy Tiến với thầy Huấn ai là người giàu nào? Này, các ông cứ nghĩ là ông Huấn Hồng giàu. Này, đến người anh của ông Huấn Hồng ấy. Anh em biết ai không? Anh của Huấn Hồng còn đang vỡ lợ ấy kìa. Thấy chưa? Người anh mà lương đứa cho Huấn Hồng còn đang bị vỡ lợ, bị sao đen đến tận nhà, đến tận quán đòi kìa. Đấy, nói thẳng luôn. Người anh của Huấn Hồng, người lương đứa Huấn Hồng từ năm 2017, 2018 ấy. Hôm đó bị sao đen Hải Phòng với Quảng Ninh đến tận nhà đòi tiền, đến tận quán đòi. Huấn chưa chắc đã giàu đâu. Này tôi nói này, những cái xe của ông Huấn đi ấy, chỉ một hai con là của ông ấy thôi, còn toàn là mượn mới thuê đấy nha, toàn mượn mới thuê đấy. Còn nếu mà người giàu ấy, người ta phải giấu đi. Ông Tiến Bịp mới là người giàu, Tiến Bịp mới là người giàu, nhưng ông khôn ông giấu của đi, đỡ bị soi, đỡ bị Vida soi. Nếu mà để tôi nói này, ông Tiến Bịp ấy, còn giàu cả Huấn Hồng, nghe chưa? Nhưng chẳng qua là đất nha, đất nhà ông Tiến nha có mấy chục lô luôn, chẳng qua không thích khoe, khoe lên người ta soi làm gì đâu. Tiến Bịp mới là cao thủ võ lâm, ông Tiến Bịp mới là người giỏi. Ông Huấn chỉ làm xe, nhiều khi là thuê mới cả mượn đấy. Tất nhiên ông Huấn cũng phải tài sản có mấy chục tỷ là có, ông Huấn không tài sản có mấy chục tỷ là có là đúng, nhưng mà không đến mức mà phải giàu như là khoe trên mạng đâu. Ông Huấn khoe trên mạng 10, ngoài đời chỉ được 5 thôi, thật sự chỉ được 5 thôi, không được tất cả như thế đâu. Các cái ô tô ấy, ông ấy chơi với cả người bán ô tô, xưởng ô tô, showroom ô tô, nên lâu lâu lại chạy đến mượn một con để chạy về quay clip. Tất nhiên Huấn không, tài sản là có mấy chục tỷ là có, nhưng mà chưa chắc đã giàu đâu. Không làm gì được, chưa giàu bằng Tiến Bịp đâu, Tiến Bịp mới là giỏi. Tiến Bịp ấy, doanh thu không cần phải đi nước hoa, nước hùng. Tiến Bịp một tối ông ấy mở bát, ông làm mấy chục củ là cho bình thường, ăn đi cho hết. Chưa cần phải ngồi vậy là mùi này mùi kia, mùi này Charlie, mùi kia Hoa Hồng. Không cần. Tiến Bịp ông không cần bán hàng. Nếu mà có bán ấy, thì cũng chỉ là bán để che mắt thế gian thôi, dựa tiền thôi, hiểu chưa? Câu like trên mạng, dạ vờ, kéo view mấy cả, kéo thuê. Bán hàng chỉ để là màn thưa che mắt thánh thôi, hiểu chưa?